Thách chỉ chơi một mạng không hồi sinh top 1. Con, mày tàn ác quá. Trời ơi, mày đừng có làm cho mẹ khổ con ơi. Đứa nào comment mà nó báo tôi dữ vậy trời, không top 1. Ơi, không hồi sinh hả? Trời ơi. Không hồi sinh. Ok ok, bây giờ tôi sửa mấy thanh niên này trước cứ le le. Ôi. Không sao không sao, hồi sinh phế các bạn à. Bây giờ mình vô mình phế nha, để một mạng cuối cùng thì mình mới chiến đấu thôi. Đó, ai bắn bắn đi. Tôi đang phế mạng nè, rồi bắn tôi đi, lẹ lẹ. Rồi, đó, tôi đang phế mạng nha, không sao, xử mấy bạn này. Rồi, ok, bây giờ chơi thiệt đi nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu chơi thiệt nha mọi người. Đó, một mạng, một duy nhất một mạng thôi đúng không? Ok, la luôn, xơi. Nãy giờ cho mấy bạn bắn đã, mình phế mạng thôi, bây giờ mình vô thiệt nè. Để lại một like và một đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông nữa để mình có thêm động lực nhất định là phải thực hiện thành công cái thử thách này nha mọi người. Ok la luôn. Trời ơi, cặp úi ơi đâu núp lùm vậy trời. Trời ơi, hú hồn chị bán thanh niên này. Trời ơi, cầm súng mà núp lùm, không nổi ơi. Áo. Trời ơi, thanh niên lại bắn mình nè. Mày há bưởi rồi, lên dĩa. Nè, thanh niên núp lùm nè, cho lên dĩa hết bạn ơi. Năng lượng, trời. Quá đã, quá nhiều năng lượng luôn trời. Nãy là tôi dẫn thôi, nãy là vô tôi phế mạng thôi. Thôi, tới một bao nhiêu kêu nhờ? 400 mấy. Trời ơi, 400 mấy lần anh em à. Nhưng mà sao phải rén anh em à. Chỉ còn mọi người nhấn like là mình có động lực mình chơi cái trận này ngay. Rồi, rồi top 1 đang me mình thấy bà rồi, tôi chỉ có một mạng duy nhất thôi. Vì cái thử thách quá khó với cái tấm thân nhỏ bé này. Quá là nhỏ bé luôn, mặc trang phục mới biết chơi nữa. Xin mấy anh hãy nhẹ tay với em thôi mà. À, hai thanh niên đang tâm sự với nhau. Tâm sự mỏng nè, cho lên dĩa luôn. Ui, trời ơi. Bạn ơi bạn, trời ơi mình. Trời ơi. Gây chiến. Một thanh niên bơm vàng và một thanh niên bơm xanh. Để xem là hai bên à. Tôi bự lắm nha, tôi lấy thịt đèn người nha. Mất tiêu rồi, đi xuống liền, rén. Mặc dù mình máu rất là thấp nhưng mà năng lượng cũng thấp nữa. Mà top 1 lại rén các bạn à. Top 1 rén rồi. Thấy tôi vô là rén liền. Hai anh em top 1, top 2 đang hợp tác với nhau. Các bạn nghĩ là mình có chiến thắng nổi hai thánh này không? Hai thánh trời ơi, chơi 400 mấy điểm là biết là rất là lâu rồi các bạn à. Chơi rất là lâu luôn. Tiêu diệt chắc cũng khá người rồi đó. Rất là nhiều bạn. Ui. Kho báo của ta, kho báo tới rồi. Rất là nhiều bạn là bị bại dưới tay các bạn top 1 này và mất rất là nhiều bé game luôn đúng không? Rồi. Trời ơi rồi. Tới công chuyện nè. Gặp nữa các bạn à, gặp hoài luôn á. Có năng lượng he, vô mánh. Ê, bại nha, tới một nè. Cái này thì trội nè, trời ơi, mình ăn năng lượng mình cũng phải cho bơm bên dưới nữa. Không thôi là bị úp sọt các bạn à. Lên trên nha. Có máu luôn. Ơi, trời ơi, thanh niên mới vô cũng ăn máu nữa, thôi cho chắc cho lên dễ luôn á. Ý, cướp hè. Sao bạn ở đây? Quá giờ thanh niên ăn thính luôn. Ôi, ê, có thanh niên núp lùm các bạn à. Trời ơi, núp lùm cầm kiếm. Núp lùm cầm cá nè. Mất tiêu rồi. Dám tranh giành địa bàn với tôi. Cầm cá là nghề của tôi mà đâu rồi. Dám tranh giành địa bàn. Thôi đi xuống nha các bạn, tạm thời ăn nhiều năng lượng xíu nữa. Hello. Hi, Linh đó, xin chào cả nhà. Đi đâu vậy, trời ơi. Xí đá vậy, ui. Lạc rò luôn, lãng qua đây rồi. Trời ơi, thanh niên còn xíu máu mà hơn, trời ơi. Top 3 chung đội không? Rồi các bạn top 2 này là biết tôi trên cơ rồi nên rủ chung đội các bạn à. Nhưng mà top 1 vẫn còn trâu nha, top 1 này không. Trời ơi, nãy giờ tôi bắn nãy giờ, không lẽ bây giờ chung đội thì kỳ đúng không? Nên nhất quyết là không nha. Bạn top 1 chắc không ở bên dưới rồi, đương nhiên là tôi cũng không rồi. Nãy mới vô tôi phế hai mạng chơi cho vui thôi, bây giờ tôi đang làm thử thách mà nên là tôi phải chơi với tinh thần quyết chiến tới cùng. Để xem là mình có thể giành được top 1 nha mọi người. Thử thách là top 1 đúng không? Trời ơi, thử thách khá là khó luôn đó. Một mạng duy nhất nè, một mạng cuối luôn á. Các thanh niên top 1 400 mấy điểm là không phải giăng vừa. Trận này khá là căng não đây. À, ăn thính. Này thì ăn thính. Trời ơi, vô mánh các bạn à. Những thanh niên tham lam đã dính trưởng. Bây giờ tới mình nha. Mình buộc phải ăn năng lượng thôi các bạn. Ui, thấy chưa? Ghê quá.
Hên vô chúng viên nào? Chưa chúng cái bơm nào? Ố là la luôn. He he. Ăn nè, ăn cái nhẹ nè. Đó, 51 năng lượng rồi. Quá trời dữ luôn. Lên phía trên nè các bạn. Hồi nãy có thanh niên nào cầm cá núp lùm trên đây nè. Ui ui ui, trời ơi trời ơi. Quá đẻ luôn. Quá trời binh luôn. Ui ui, vô mánh vô mánh. 58 binh. Trời ơi, ý. Kho tàng của tôi. Có rồi, có rồi. Trời ơi, trời ơi, 99 binh là đích công chuyện liền. Ý. Các bạn thấy mà nãy giờ mình đừng đi nước bước ghê chưa? Đó, 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 đó. Đây nè, rồi ôi, có bên nữa. cay rồi, top 1 khá là cay tôi rồi. Kêu top 3, thanh niên top 2 khá là hòa bình luôn. Muốn giải hòa, các bạn à, giải hòa uy quý hả? Nãy xử tôi cũng hai mạng á, nãy tôi phế đó, hai mạng phế đó. Dữ quá. Ôi, top 1 đúng là không phải gian vừa luôn các bạn, cầm bom luôn mà. Quá dữ luôn. Ok, mình xuống đây. Ê, dính chưởng vài nhát rồi. Ui, bạn bên đây nữa. Giờ sao ta, giờ sao ta, mình phải ăn máu thôi. Có cục máu bên đây để canh tới 1 xuống ăn máu nha. Này thì xuống ăn máu. Này thì xuống. Trời ơi, không dính luôn. Ăn máu thì lên được có 100 điểm rồi. Nhưng mà dính đạn là 300 nha, mất 300 đó. Thời cơ đã chín mùi, tới 1 đã đi rồi. Nhanh chóng lên ăn năng lượng thôi. Các bạn chơi là phải chơi mấy trận này là phải từ 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 đó. Năng lượng tới. Vô mánh. Chứ top 1 99 năng lượng rồi, không ăn để cũng có người ăn rồi đúng không mọi người, để tôi ăn nửa thanh niên núp lùm. Wow. Top 4 này năng lượng cũng khá là cao luôn á. Chơi có một mạng thôi nên là mình phải cẩn thận nha, chừng nào top 1 biết thôi. Đó. Vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, ngồi nhau vô. Có năng lượng bên dưới. Ý. Trời ơi, nhanh tay vậy. Canh tôi lấy năng lượng này chở bơm các bạn. Trời ơi, gặp thú dữ rồi. Quá dữ luôn á. Không biết trận này như nào đây. Quá dữ luôn mọi người. Rồi 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 rồi. Để tôi ăn mấy cái bạn này trước. Ăn nhiều kêu lấy năng lượng trước các bạn. Ê, ở đâu vậy ba? Giật mình. Ui trời. Này thì dí nè. Này thì dí. Ăn đạn chưa? Tới một mà mất xíu máu rồi đó. Ê, năng lượng tiếp tế cho tôi. Rồi xong, 99 năng lượng, 99 binh rồi mọi người. Coi cái đứa top 1 chuẩn bị lên dĩa nữa nha. Sữa này mình ăn thính, coi có gì ngon ngon. Trời ơi, không có bơm, bơm vàng. Tạm, cầm tạm cái bơm xanh nha mọi người. Hình như là top 1 là cầm bơm vàng rồi. Ê, ê, trời ơi. Ui, 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 ui. Ôi ôi trời ơi trời ơi. Bà nè, nó núp lùm, trời ơi. Núp lùm nó canh mình nãy giờ các bạn. Thanh niên. Thanh niên cầm cá. Cầm cá này. Ngon nhào vô nè. Nè 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 nè. Nè nha. Ôi ôi, chui vô đây bắn mình các bạn ơi. Trời ơi, phải lên trên. Tôi chỉ còn 789 máu thôi. Một mạng duy nhất. Hai đứa nó xử tôi. Ép phe nhau xử tôi rồi. Xong luôn. Rồi rồi rồi, đang kêu top 1, đang kêu top 2. Không biết làm gì đây. Tạm thời mình phải kiếm máu các bạn à, mình phải kiếm máu thôi. Như đây máu không nhầm nhòi gì hết các bạn à. Bình tĩnh, không sao, không sao. Bữa mình tầm 100 mấy máu. Này thì, này thì lên nè. Này thì ngon nè. Này thì ăn máu nè, trời ơi. Chạy nhanh vậy. Rồi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Rồi ăn đi nè. Cho ăn vỗ béo xong lấy thịt. Ăn ơi cũng đi ai các bạn ơi. Quan trọng là mình phải chạy trước. Tại vì một phát là tới 300 máu lận. Các bạn ăn một củ các bạn lên có 100 à. Nhưng mà mình còn thấp máu á, mình phải gom máu thôi. Như vậy vẫn còn chơi được nha. Mình thấy có nhiều bạn là thấp máu, các bạn ấy kêu là bắn mình đi để hồi sinh vô máu cao các bạn. Như vậy là mình sẽ bị mất một mạng hồi sinh đúng không? Bây giờ mình ăn máu cho mọi người coi. Trời ơi, hôm bữa là tôi 100 mấy máu mà tôi ăn lên tới 5.000 mấy máu luôn mà. Ghê chưa? 100 mấy máu, ăn máu lên tới 5.000 mấy máu luôn. Như vậy là bình thường. Mình sẽ lên đầy máu cho mọi người coi. Có thính ở phía trên các bạn. À rồi, này thì ăn thính, này thì ăn thính, này thì ăn thính. Để coi ai lên đường, để coi. Để coi ai lên đường, để coi ai lên đường. Nè, ăn máu này dính chuẩn nè. Để coi ai lên đường các bạn. Trời ơi, tới 1 này, ráng rồi, ráng rồi. Trời ơi, ôi, ôi. Còn phản đem lại trâu lắm các bạn. Tới 1 vẫn còn trâu lắm. À, có máu, có máu. Máu bên tôi rồi. À, tới 1 ao rồi. Vậy là tôi đã hoàn thành thử thách rồi nha. Trời ơi, hoàn thành thử thách rồi mọi người. Tới 1 rồi nha, một mạng duy nhất.
Con mẹ duy nhất bây giờ mình sẽ lên nhiều kêu cho các mọi người xem chơi nhiều kêu luôn. Ok la nha, trời ơi còn thấp máu nhưng mà vẫn chơi được cho mọi người, một mạng vẫn chơi được đó. Trời chơi thiệt nó khác mọi người à. Vô ăn máu ăn máu ăn máu quá trời máu luôn rồi, ngàn máu rồi. Hai bạn làm gì đây, bắn nè. Trời ơi, ơi thanh niên nó lợi dụng thời cơ ăn máu quá trời luôn cơ, ăn quá trời năng lượng binh luôn mọi người. Rồi tôi phải xử thôi, phải xử thôi, mới vừa ăn máu rồi bị mất máu lại rồi. SOS, trời ơi, trời ơi còn 500 mấy, không biết là tôi có thể trụ lại bao lâu đây. Trời ơi phải lượm máu đâu mọi người. Hành trình lượm máu bắt đầu 800 nè. Ê cô nương này, trời ơi quá, ui thấm rồi còn 400 mấy máu à, mình không thể thua. Ý trời ơi đâu dễ ăn vậy bạn, thấy ít máu thì nhào nhào vô liền à. Tôi đang là một con mồi béo bở. Ai bắn được là vô mánh luôn á. Trời ơi vô mánh luôn á. Trời ơi còn ít, ít máu á mà không bắn được tức ghê á. Các bạn sẽ kiểu trời con mập này còn ít máu quá mà không bắn được cây thật sự, phải hồi sinh vô bắn tiếp. Hồi sinh vô là gặp tôi nữa. Có máu rồi, máu luôn. Ý ê thanh niên này núp lùm đây, thanh niên nào. Ui ui ăn máu rồi lại mất máu, mất máu hoài luôn ấy nữa. Trời ơi này thì ăn năng lượng nè, những thanh niên tham lam này quá trời ăn thính ha. Trời ơi bạn này hồi sinh vô nữa. Đi đai nữa rồi. Ép ai đây ăn máu các bạn. Ui 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 trời ơi thấy mình cái là con mồi béo bở quá mà vô nhào vô liền năng lượng ha, cho chích chùm luôn. Trời ơi gì mà đông vậy, trời ơi không biết ai làm con mồi cho ai luôn đó. Trời ơi ê bông vàng. Ui cô nương này, trời ơi cầm súng tính thiêu đốt tôi, có bông vàng rồi he he. Rồi 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 lên dĩa hết một đống luôn, một đống tham lam luôn, quá trời người tham lam binh. Rồi kết cục lại mất hết theo không, mất hết mọi người. À rồi xong, trời ơi con cháu à ơi tôi còn có 300 mấy máu à, một phát thôi là chết ngụm đó, sắp ngụm củ tỏi rồi anh em ơi. Sắp ngụm củ tỏi rồi nhưng mà không dễ đâu nha. Trời ơi bây giờ ván này là thử thách cho nên là tôi ui ui ê, trời ơi trời ơi xém xíu nữa là toang rồi, xém xíu nữa mọi người, nhưng mà mình may mắn lắm. Vì thực hiện thử thách nên là mình chơi rất là nghiêm túc nha. Không sao không sao. Ok mọi người ơi, trời thôi nãy giờ mình gom cũng được khoảng tầm 2.000 mấy máu rồi, các bạn thấy chưa. Còn một bạn duy nhất mình lên 2.000 mấy máu luôn rồi, nửa nào máu quá trời máu luôn, giờ là không ai dám vào vô nữa rồi. 66 kêu nha mọi người, đây mình ăn thính nữa. À các bạn top 2 là Molly 2k9 các bạn ơi, các bạn này nãy giờ là thấy ăn năng lượng cũng khá khá rồi các bạn à.
Tại vì mình full năng lượng rồi, mình đâu có ăn năng lượng đâu. Chừa ở đó cũng có người ăn thôi. Đó. Nên đó đó, các bạn thấy không? Trời ơi, ở đâu mà ăn năng lượng quá trời vậy? Mình bị lắc rồi, mình bị lắc rồi, ném bom bị delay 1 giây. Lên trên nè, mình phải tiêu diệt các bạn này thôi. Trời ơi, đông mất tiêu rồi. Mấy thanh niên mà nhiều năng lượng, tranh thủ lựa thời cơ, mấy bạn ấy đang cầm súng nha mọi người, đang cầm súng thì mình sẽ xử luôn. Chứ không một hồi người bị xử là mình. Hello, rồi đi ra luôn. Đâu rồi, tôi gặp thánh lúp lùm rồi, hình như top 2 lúp lùm rồi, nãy là đi một vòng kiếm không thấy anh em à. Đâu rồi ta, trời ơi. Đâu rồi, đây là đi lên, à rồi rồi, đi lên kiếm top 2 thì ra đây. Quá trời ăn năng lượng quá trời rồi. Tôi có một mạng thôi, chắc là tôi đi đai quá. Này thì ăn năng lượng nè, đâu rồi, trong lùm rồi mọi người ơi. Trong lùm rồi, gặp thú dữ rồi. Ý, ui ui ui, thấm máu nha. Lên dĩa, trời ơi, lên dĩa nè, bắn hả, bắn tôi. Rồi thấm máu rồi, ăn máu đã đời, bị thấm máu rồi. Cấp 2 mà vô xử tôi là tôi cũng thua luôn. Tại vì mình đâu còn mạng nào nữa đâu. Đừng nha. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành thử thách rồi. Xử của bạn 400 mấy kill. Tại bạn cấp 2 là bạn người mới rồi. Để tôi bật chế độ quỷ diệt, vừa quỷ diệt vừa là tìm kiếm top 2 nha mọi người. Top 2 núp lùm rồi. Mình bị lộ vị trí. Nên là rất là khó bắt luôn. Đi một hơi luôn rồi, vẫn không thấy top 2 đâu nha. Trong lùm này ông trời. Ê ê, trời ơi. À, ôi ôi, ngày ông nọc nước ngông mà mọi người ơi, chơi chiêu của mình. Trời ơi, các bạn này chơi chiêu cầm cầm cái mập núp lùm nãy giờ nè, trời ơi. À, đồ top 2. Này thì chơi chiêu của tôi. Được các bạn ơi, mình ăn ăn thính cái nha, coi có máu không. Trời ơi, mình lên 4000 mấy máu rồi, các bạn thấy ghê chưa, chơi nãy giờ. Ê ê, ý, ra ăn máu rồi, ra ăn máu. Ở trời, cũng gan quá ha. Mất tiêu rồi, có cục máu bên này nữa. Ý, trời ơi, ui trời ơi, ao. Đứng chỗ của tôi. Ui, này thì đập, này thì đập nè, này thì đập nè. Để coi ai ai lên đường trước nha. Rồi, dám chơi à, cầm cá mập lúp lùm. À, mọi người ơi, trời ơi, ý, ý. What the hell, ủa, bạn kia nổi cái súng nhắm rồi. Rồi xong thôi luôn. Vô lại mọi người, vô lại. Cái thử thách là coi như mình đã hoàn thành xong rồi nha. Và bây giờ mình đã vô lại rồi đây. Rồi rồi rồi. He he, vô lại rồi đây, ăn được 99 binh nữa nha mọi người. Trận mới rồi. Thì có cái bạn Molly 2k9 này. Ủa bạn Molly 2k9 không mất tiêu rồi. Mình có nói là mình khi mà mình ăn đủ năng lượng 99 binh á thì là mình sẽ xử bạn Molly 2k9 là chơi nãy giờ cũng một thời gian rồi đó. Thì cái khúc đó là mình cắt bỏ cho nó nhanh. Rồi, được 99 bên rồi. Mình đang kiếm bạn Molly 2k9 nè. Mình trả thù. Trả thù nha. Mình kêu bạn đó là hãy chạy đi, chạy đi. Bạn đấy comment bên dưới là chắc chưa đó. Các bạn thấy không, mình vô mình trả thù lại nha. Đây là một ván riêng lẻ rồi. Còn ván trước đó là mình đã hoàn thành thử thách rồi nha. Ủa, rồi. Rồi, bạn Molly 2k9 mình nó é ao luôn rồi mọi người ơi. Ô là trời, tôi lại tới 1 nữa rồi. Ok thì video tới đây thôi. Nếu các bạn thấy hay đừng quên là cho mình một like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Có thử thách gì dành cho mình thì comment ở bên dưới. Bye bye mọi người.